Bấy giờ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn hy hữu thay, Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác khéo phân tích giảng nói những sự việc của Bồ Tát. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, vì sao? Vì các đại Bồ Tát muốn đem lại nhiều lợi ích an vui cho các chúng sanh, vì thương xót chúng sanh trong thế gian và thương tưởng trời người, muốn làm cho họ đạt được nhiều lợi ích an vui, nên cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, vì các hữu tình mà thuyết pháp vô thượng. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, các đại Bồ Tát thành tựu nhiều công đức lớn vô biên vì muốn làm nhiều lợi ích cho các hữu tình mà thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Đại Bồ Tát làm thế nào để tu hành bát nhã ba la mật đa chóng được viên mãn? Phật dạy, này thiện hiện, đại Bồ Tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, không thấy sắc tăng mà hành bát nhã ba la mật đa, không thấy thọ tưởng hành thức tăng mà hành bát nhã ba la mật đa, không thấy sắc giảm mà hành bát nhã ba la mật đa, không thấy thọ tưởng hành thức giảm mà hành bát nhã ba la mật đa, không thấy đúng pháp mà hành bát nhã ba la mật đa, không thấy phi pháp mà hành bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa như vậy mới chóng đạt viên mãn. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, lời dạy của Đức Như Lai không thể nghĩ bàn. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, sắc không thể nghĩ bàn nên lời dạy của Như Lai không thể nghĩ bàn. Thọ tưởng hành thức không thể nghĩ bàn nên lời dạy của Như Lai không thể nghĩ bàn. Đại Bồ Tát nào thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, mặc dù như thật biết sắc không thể nghĩ bàn, nhưng không sanh tưởng không thể nghĩ bàn để tu hành bát nhã ba la mật đa. Tuy như thật biết thọ tưởng hành thức không thể nghĩ bàn, nhưng không sanh vọng tưởng không thể nghĩ bàn để tu hành bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa như vậy mới chóng đạt viên mãn. Khi ấy Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, nghĩa lý của bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy thì ai có khả năng tin hiểu? Phật dạy, này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát nào từ lâu đã tu hạnh lớn đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa mới có thể sanh lòng tin hiểu. Tôn giả Xá Lợi Tử bạch Phật, đến mức độ nào mới biết đại Bồ Tát ấy đã tu hạnh lớn lâu dài và được danh hiệu là tu hạnh lớn lâu dài? Phật dạy Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát nào khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa mà chẳng phân biệt 10 lực của Như Lai, chẳng phân biệt 4 điều không sợ, chẳng phân biệt 18 pháp Phật bất cộng, chẳng phân biệt trí nhất thiết, chẳng phân biệt trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì 10 lực Như Lai, 4 điều không sợ, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết tướng đều không thể nghĩ bàn, tất cả pháp cũng không thể nghĩ bàn. Này Xá Lợi Tử, nếu đại Bồ Tát thực hành như vậy hoàn toàn không có chỗ hành, đó là hành bát nhã ba la mật đa. Này Xá Lợi Tử, đến mức độ này nên biết đại Bồ Tát này đã tu hạnh lớn lâu dài và được danh hiệu là tu hạnh lớn lâu dài. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa này rất là thâm sâu. Bát nhã ba la mật đa này là những chân bảo vĩ đại. Bát nhã ba la mật đa này là khối thanh tịnh như hư không bao la vô cùng thanh tịnh vậy. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay, bát nhã ba la mật đa này rất thâm sâu, nên có sự trở ngại, nay nên giảng rộng để sự trở ngại không sanh. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, nhờ thần lực của Phật nên không xảy ra những sự trở ngại, thế nên các thiện nam tử vân vân, đại thừa, muốn đối với